Ok cả nhà, vậy là tụi nó cũng ăn xong gần xong con cá ha cả nhà ha. Tất nhiên là có đứa ăn ít, có đứa ăn nhiều, đứa ăn nhiều đây, đứa ăn ít đây. Và đàn cha đôi khi cũng có chấm có múc nhưng mà không đáng kể. Như vậy cũng tương đối nè cả nhà ha. Giờ chắc mình sẽ cho nó ăn thêm cơm. Hello everybody, hôm nay mình sẽ quay một cái video, làm một cái video về một ngày ở nhà chăm con của mình là Daddy Stay Home. Nè nè, hello Apple, Apple, where Rose Apple? Ý là bé nhà mình đang hỏi về cái mặn của nó đâu đó. Yeah, your Rose Apple is here. Hey, cái mặn thường người ta gọi là Rose Apple ha. Đây là bé lớn của mình, đây là bé nhỏ. Thực ra là tụi nó sinh đôi, nhưng mà đứa này ra trước gọi là đứa lớn. Say hello, hi, hi. Say hi nè. Ok. Và bây giờ mình sáng nay mình ở nhà và cột tóc, tự cột tóc cho tụi nó nè. Nói chung là mình cột tóc cũng không được khéo lắm, nhưng mà thôi kệ, cũng ok. Kia là bé thứ bé nhỏ, đây là bé lớn. Yeah, what you want? Thực ra thì mình ở nhà thì mình nói tiếng Anh với hai đứa thường xuyên để mà tụi nó cập nhật được tiếng từ vựng tiếng Anh ngay từ đầu. What's matter? What you want? Và bây giờ thì chắc là mình chuẩn bị đưa hai đứa nhỏ đi chợ. Thì mình đây check lên cái xe đó, thì mình sẽ đưa hai đứa nhỏ đi chợ, thì mình mua đồ về trưa nay nấu ăn ba cho con ăn. Thì sẽ có những cái gì hay trên đoạn đường mình đi, mình sẽ quay lại cho cả nhà cùng coi ha. Bye bye nè, bye bye, say bye bye first nè. Yes, we are prepared for going out. I'm blocking the door. Hi. And this is the motorbike. We will sit down here. We will ride down here. And we will ride down and go to Damascus to buy some fruit for today. Đây là chiếc xe mà chúng ta sẽ đi. Look at here. Look at here. Yeah. Yeah. Okay. Let's go. Look at me. Hey, look here. Hi. She's sucking the candy. Now we are staying at her aunt's house, because we were just come to the Damascus buy some fruits, and I texted them to the aunt's house. It means my cousin's house, for let her visit. Let they visit her their aunt. Look. Hi. Say hello. Con này, này sữa này, sữa này, sữa này. Sau khi mà mình dẫn tụi nó đi chợ mua một ít đồ ăn, rồi bây giờ dẫn tụi nó đi thăm nhà bác của tụi nó. This is the first time they visit her house, because for a long time there are a lot of prison. We can't come here, and this is the first time we come here to visit her house, and let they visit their aunt. And I will text them to here many times in the future, sometime in the future, to visit my cousin here. Vì một vài lý do nào đó, rất là nhiều lý do mà tụi nhỏ mà mình đây là lần đầu tiên mình dẫn tụi nó đi qua nhà bác tụi nó, thăm bác tụi nó.
mà sau này mình sẽ dẫn tụi nó lên đây nhiều hơn để tụi nó biết nhà biết cửa của họ hàng. Hi, hi. Hello, and we were just go home. Chúng tôi vừa mới về đến nhà và bây giờ là mình chuẩn bị mình đi, mình vừa về đến nhà xong rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đi nấu ăn cho tụi nhỏ. Đây là đồ ăn hồi nãy mình vừa mới mua về ha. Đây là một cá diêu hồng. Đây, cá diêu hồng cho lũ. Còn đây là rau, thịt. Còn bây giờ mình bắt tay mình chế biến nào. Hai, chào mọi người. À, bây giờ là mình quay trở về rồi ha. À, vậy là bây giờ mình chuẩn bị là mình đi nấu ăn cho tụi nhỏ. Đây, đi cho milk. Sau khi hồi nãy từ nhà bác họ của tụi nó về, bây giờ tụi nó đang ngồi coi TV. Mình sẽ đi nấu ăn. After come back from her from there at the house, and now they are watching the television, and I will be cooking the lunch for her for them. Okay. Đồ ăn thì mình đang chuẩn bị. Đây là con cá diêu hồng. Trưa nay mình sẽ chiên cá diêu hồng lên cho tụi nó ha. Còn đây là thịt heo của mình. Mình thích món này. Mình sẽ làm thịt heo, món thịt heo luộc. Chấm với lại, ăn với lại là dưa chua. Ha, ok. Mình sẽ bắt tay vào việc làm. Oh my god, you look. There are a lot of toy in here. Đây là thùng gạo nhà tôi đó các bạn. Trời ơi, nó mang đồ ăn, nó mang đồ chơi, nó bỏ hết vô trong thùng gạo. A lot of your toy in here. Okay. Hi, hi, say hi. Ok, chào cả nhà nha. Bây giờ mình đã quay lại cái kênh của mình. Bây giờ như thế này, mình đang cho tụi nhỏ nó ăn cá. Con cá nãy mình mua mình chiên á. Tay mình rửa sạch đi nha cả nhà. Nên là cả nhà kêu thằng cha này cho con ăn mà dơ giấy bẩn thỉu. Đây mình nước mắm, tụi nó ăn phải ăn nước mắm vậy đó. Bây giờ tụi mình cho nó ăn nè, gào ấy, open your mouth. Nè, open. Oh yeah, good. Đây là con cá mình đang lấy ra cho tụi nó ăn. Mình chiên không được khéo lắm nha cả nhà nha. Cho nên là nó cũng bị gãy vụn. Đàn ông vua bếp nó vậy đó. Con bé này hai đứa nó đang cầm bịch bim bim, nó vừa ăn bim bim vừa ăn cá. Biết sao giờ, lấy bim bim ra giờ nó khóc. Thôi để kệ nó luôn. Mình lấy miếng cá mình cho nó ăn rồi nó ăn được miếng nào hay miếng nấy. Còn không là nếu không ăn thì mình cho uống sữa ở nhà với mình là vậy đó, mẹ đi làm rồi. Mình đang cầm miếng cá trong tay nè. Đợi nó ăn, nó nuốt xong miếng bim bim là mình nhá miếng cá vào miệng nó. Now open your mouth. No, fish first. Oh, now first, okay. Nè. Yeah. Các bạn thông cảm nha. Tại vì mình nói dạ chuyện ở nhà với con mình thường hay sử dụng tiếng Anh. Thành thử ra là đôi khi mình hay bị đá tiếng Anh là vậy đó. Nên các bạn thông cảm. No, fish. À ha, cuối cùng mình cũng dính được một miếng. Good. So, what's the matter? Ok. Nó bị dính trên hàm ếch của nó đó. Mang cá này bị dính trên hàm ếch của nó đó. Đó, mình cứ túc tắc, mình gỡ dần miếng cá cho tụi nó ăn. Con bé em nó khoái ăn mấy miếng giống như vậy nè. Đây, con bé này. Lẹ. Ok, open your mouth. Now your mouth is very delicious now. Oh, now it's now ready it. Now already eaten. Nó băng cái vậy đó. Ok, đợi nó xíu đi. Thank you.
À, bao nhiêu mao? Ok, mình lật miếng cá qua. Wow. Bằng bên này thì đỡ hơn. Now, yeah, open your mouth. You must eat first now. Yeah. Good. Nói vậy đó cả nhà ơi. Nó vừa ăn bim bim snack bim bim hồi nãy dẫn cái gói snack này luôn. Hồi nãy qua nhà bác đó đó. Bác nó cho cái gói snack này. Hai đứa y chang nhau luôn. Vị bò bò kho bò khiết gì đó ai biết đâu. Mà nó khoái quá. Trời ơi không kịp rồi. À em này vô. Yeah, good. Chắc mà nó ăn hết được con cá này á là thôi chắc mình cho nó uống chút sữa rồi uống được bao nhiêu uống thôi chứ mình cũng không nhá thêm cơm nữa đâu. Hai. Ok good. What's the matter? Oh don't scare. À nó đang sợ Halloween cả nhà. Don't scare. It's just film. Yeah, nước mắm. Fish sauce. Nó không có nước mắm nó nhả lại lại nhưng mà không sao, mình sẽ cho nó ăn xong. Don't care, okay. Ok, phải có nước mắm vô chấm vô nó mới chịu ăn. Đó ở nhà là mà ba tự cột tóc phải tự cột tóc cho. Thật sự là cũng không được khéo lắm, rối bù lên vậy đó. Nhiều khi mình phải dùng tay thì mình để gỡ xương cho tụi nó luôn. Chứ còn mà dùng đũa nhiều khi cũng không có được. Oh, don't scare. No. Ah. Nó rớt miếng cá rồi. Ok, I will clean it for you. Ok. No. Now open the mouth. Yeah, good. Mình đang tính cho nó ăn miếng này mà nhìn vô nó đưa miếng snack lên rồi. Thôi không sao, chấm tạm đây. Lừa cái điều sơ hở chúng ta tấn công. Now open your mouth. Open your mouth first. À, nó bán cái. Ok không sao, mình chỉ cần lừa cái đợt sơ hở. Mình chỉ cần lừa cái đợt sơ hở là mình sẽ tấn công. Now ok open your mouth. Now fish first. Aha. Ok. Nhiều khi thực ra mà làm cha làm mẹ mà cho tụi nó ăn á, tụi nó chịu ăn á, vui lắm các bạn. Còn mà cho tụi nó không chịu ăn á, nhiều khi cảm giác bị ức chế lắm. Cái này cũng một phần nữa là do mình phải bói đồ ăn của ngày hôm đó cho nó. Ví dụ như sáng hôm nay hôm qua là mình với bà xã là nói để coi là hôm nay sẽ mua món gì cho nó ăn. À, thì bói món cá diêu hồng. À, open your mouth. Ok cả nhà. Vậy là tụi nó cũng ăn xong gần xong con cá ha cả nhà ha. Tất nhiên là có đứa ăn ít, có đứa ăn nhiều. Đứa ăn nhiều đây. Đứa ăn ít đây. Và đàn cha nó đôi khi cũng có chấm có múc. Nhưng mà không đáng kể. Như vậy cũng tương đối nè cả nhà ha. Giờ chắc mình sẽ cho nó ăn thêm cơm.